Hello, em ngân xin chào hết mấy chị nha. Chị chào chị em, đồng nghiệp ở gần xa, chào quý khách hàng của em luôn nha. Hôm nay em lên một vài mẫu đồ giới thiệu cho mấy chị xem nè. Đây là mẫu đầu tiên, là mẫu màu xanh dương bích mấy chị. Mẫu này em phối ren cổ vuông, em phối ren màu màu da vô, với em đóng nút bọc theo vậy đó. Cách điệu em dễ thương xíu nha. Em tiếp theo là mẫu màu đỏ nè. Bộ này thì em chạy viền á, viền như là viền dứt dắt vậy đó. Tay thì em phối tay von mà rồi cái tay giống vảnh mà chị em bình thường mặc ai thường thấy em may hoài đó. Em cũng chạy viền theo cái cửa tay vậy đó. Phía trên thì em có gắn thêm cái hoa gắn bên cho nó nhìn nó lạ chị. Theo là bộ màu xanh, xanh này là xanh da trời. Em có phối cái khuyên chữ U vô, trên này cái khuyên nó có ngọc trai. Tay thì tay von, tay von xanh hợp với dải bộ đồ á, dễ thương quá à. Mấy cái màu này lên ngọt gì đâu á, trắng da nữa chứ. Của chị khách này kêu em may 5 bộ cho chị. Bộ đồ đen nè, đen này cũng đơn giản mà nhìn dễ thương. Em muốn phối đen mà em nhúng á. Tay thì tay von mà có hoa cúc thiêu. Theo vòng cổ thì cũng đóng dài hàng ngọc trai cho nó sáng cái cổ lên. Giờ thường xài ngọc trai là nhiều, đóng bằng máy mấy chị nó bền lắm. Mẫu màu xanh, xanh này em có vuông tay lá, lúc chạy đường viền viền đen theo nữa, viền đen cho nên là em cũng đóng ngọc trai màu đen luôn, cho có kiểu này kiểu kia đơn giản. Có này bộ màu xanh này xanh dương tím, xanh dương tím này thun găng mấy chị, thun găng tay thì tay đổ. Em phối đen xuống cổ vô tim ha, em muốn làm miếng băng ngang để đẹp. Này là sập, sập và sập xuôi, tay thì tay giống cổ của vuông, em cũng làm kiểu theo vậy đó. Sập này cũng giống sập đó nhưng mà cái này màu xanh. Em phối một phần ở bên là giấy màu với mũi hồng theo cho nó lạ. Này cũng sọc luôn mà sọc đỏ, cái này cũng mà có vuông nữa nè. Tay thì tay xẻ, em cũng làm ren theo cái dòng tay ren nó dân dãn. Cái chị này chỉ may em 4 bộ sọc gì đó của chị luôn đó, cũng có gắn ren về thì nhưng đây là bộ vàng. Bộ này em mặc hơi ôm, em khách hơi ốm hơn em á, cũng còn nhỏ tuổi cho nên là may gắn cái nơ bự bự kêu làm kiểu kiểu đẹp đẹp chiếu vậy mà. Bộ màu cam với chị cam đất nha. Bộ này là dây bẻ, dây bẻ em phối đen, đen có đóng cọc trai vô phần ngực nữa. Trên vai thì dây bẻ em làm thêm giống viên đen cho nó hợp. Này là ô vuông màu nâu. Mai cũng như mẹ cái phối cái lai bầu là cái nơ to to chứ bụng dữ cưng quá. Này cũng ô trắng đen lên đồ sang dễ sợ vậy ta. Em cũng làm cái nơ to to chéo dưới ngực á, nhìn cho đẹp và lạ, có kiểu này cái nơ kia. Bộ này hơi xịn ha, có 4 cọng dây, 4 cọng dây ở trên vai thì em làm thêm cái khoen tròn dưới thì von đóng ngọc trai. Em xin kết thúc video tại đây nha mấy chị, hẹn gặp chị mấy chị vào video tiếp theo ha. Bye 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 bye.